Hôm nay mình ăn ở trong một cái căng tin, các bạn biết ở đâu không? Ở trong bệnh viện Từ Dũ nha các bạn. Đây là căng tin của bệnh viện nè. Mình thấy ăn cũng đồ ăn nó khá là ngon, nhiều lắm. Bây giờ là 9 giờ sáng á, nhưng mà mọi người cũng xuống ăn cũng đông ha. Đây là anh em mình này nha. Đó, tại vì thằng em mình nó đi xin đó các bạn. Đây là cái quầy mình mua nè. Ở trên đây á, nó có ấy hết nè, cái bánh canh hủ tiếu nữa. Đó, bạn giá hết trơn luôn, cũng dễ ăn ha. Còn đây là cái phần mình chiêu nha, canh này nha. Với lại cái phần này là tôm chim thịt. Tôm chim thịt thì người ta làm có chút gì á các bạn. Cũng nói chung là ăn thì cũng được. Đây là đậu hũ chiên xả, cái này có giá 8.000, cái này có giá 8.000, cái này là 35.000, cái này là 45.000. Tô sườn non canh bí, rồi mời các bạn ăn chung nha. Rồi mời mọi người ăn chung nha. Bây giờ mình chấm rau lan luộc lên. Hai ngày mình ăn trong đây rồi các bạn, rất là ngon luôn. Đồ bữa nay nè, có cái canh sườn non nè, canh bí đỏ sườn non ngon như thuần. Tổng cộng hết một cái bàn này mình kêu là 106 ngàn, không mất được. Và bí đậu hũ chiên xả nè, ngon chưa? Ừ, các bạn thấy chưa? Ngon chưa? Đây là trong cái khuôn viên. Có rất nhiều căng tin, ở đằng trước cũng có, chính giữa đằng có, ở đằng sau cũng có. Mới nãy mình ăn cơm ở trong cái căng tin ở phía đằng sau nè. Ở đây cũng có mini shop nè, nó là băng đá mọi người ngồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng ra đằng trước mấy bên kia để mình lấy xe đó. Và các bạn thấy không, cái bãi xe máy chật cứng ở chân mình đi xuống hầm luôn á, mà dưới hầm nè, để mình quay cho các bạn coi. Đó, đông khủng khiếp chưa. Bây giờ mình lấy chiếc xe mình ra nha. Trời ơi, ngày nay ngày cuối tuần á, cho nên đông dữ lắm. Rồi bây giờ mình đã lấy được xe ra rồi, bây giờ mình sẽ đi về nhà nha các bạn. Tại vì mình phải đi xe máy, đặng không có đi xe ô tô được. Tại vì mình sẽ đi ra đi vô, mình lấy đồ quá các bạn. Tại vì nhỏ em gái mình đã sinh á, cho nên mình phải đi tới đi lui để mình lấy đồ. Từ nhà mình ra đây ngoài đây cũng là khoảng mười mấy 20 cây số. Nhưng mà mình đi rất là quen. Nhiều người thì đi mới đi á, thì mình nói là nó lâu, nhưng mà mình đi rất là quen các bạn. Chạy chút xíu là tới thôi. Đây là cái bùng binh Cống Quỳnh nha, chợ Thái Bình nè các bạn. Đó, kế bên là bánh mì bà Quỳnh nè. Rất là nhiều người luôn, ship ngay cả shipper nữa các bạn. Đây là đường Nguyễn Trãi nha. Mình vừa ghé cây xăng nha các bạn, để mình đổ xăng. Mình đang chạy qua khu trái cây sầm uất nhất chợ lớn luôn nè. Mình mới vừa mua được 1 kg làm chôm Thái đó các bạn, rất là lớn luôn. Có táo tàu kìa, ô ngon ghê chứ hả. Đang tới mùa táo tàu rồi nè, thấy chưa, thấy cái quả táo căng mọng luôn. Ở đây tha hồ mua rẻ rẻ không rồi các bạn ơi, không có mắc tiền. Nó đang bị kẹt xe nữa nè. Ở đây thì xài cắt quà lọc nhiều lắm, nhưng mà hả mình không có tin được, tại vì nó không có đúng thiệt các bạn. Mình có biết cái chỗ mua
cho nên mới đúng thiệt. Quá trời lớn luôn các bạn thấy không, trời ơi thiên hà thanh long luôn, nhìn đã sức. Mình khoái vô cái khu này lắm nha, tại vì mình tha hồ lựa, cũng có chỗ bán rẻ cũng có chỗ bán mắc, nhưng mà tiền nào của đó, thí dụ bán mắc thì nó sẽ ngon hơn xíu, còn bán rẻ thì nó dập hơn chút vậy đó. Trái cây mà đâu có biết được định giá của nó. Ồ, quá đẹp. Mình đang tính lựa măng cục nữa, mà không biết măng cục mùa này ngon không nữa. Măng cục mùa này 35 á các bạn, nhỏ không mà 35 á. Dưa thì dưa lưới, ôi ê hề chân quá trời luôn. Cái chổi này là mình mua ở bên Lóc và Lóc á các bạn. Mình, thằng em mình nó sử dụng rất là lâu luôn ha. Nhưng mà trong toilet nó cũng có rất là nhiều cây chổi khác nhau. Mình thấy cái này thì sử dụng cũng được, nhưng mà nó mau hư lắm. Đó, mình thấy, đó, xịt ra cái nước nè. Mình thấy cũng được, nhưng mà nó mau hư lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị để rước em bé về nha các bạn ơi. Con của thằng em mình nó xanh á. Rồi sau khi mình làm xong rồi, mình dọn dẹp xong nha, thì bây giờ mình sẽ đi vô bệnh viện Từ Vũ lại để mình phụ em mình nó xách một số đồ về nha các bạn. Bây giờ là mùa mưa rồi, lúc nào mình cũng đi mình đem theo mấy cây dù hết nè, các bạn cũng vậy nha, các bạn nhớ cẩn thận nha, tại vì mưa tới rồi ha. Rồi xe cũng đã tới rồi, bây giờ mình lên xe nha các bạn. Đó, chiếc xe màu đỏ đó mọi người. Ý. Nghe mà thấy dính ở bên vừa đụng hai cái lỗ tai luôn. Dạ. Yeah. Google bây giờ chỉ mình không có đúng. Chỉ đường đi ngắn nhất mà nó yeah. Không biết đường nó nhỏ xíu đâu. Ừ. Có cái bà kia bà cũng lành lắm. Dạ. Yeah. Chỉ chút xíu mày để tao chạy ra tao chân đầu nữa cho. Bà nhìn dữ lắm à. Dạ. Rồi tới nơi rồi, bây giờ mình sẽ đi vô. Mình với anh em mình sẽ soạn đồ để rước em bé về nha các bạn. Đây. Đi từ ngoài cổng đi vô đây cũng khá là xa. Băng đá đủ màu sắc hết ha, dành cho bé Bi mà. Ê, mọi lần tới đây thì chờ cái thang máy này rất là lâu luôn. Tại vì lên lầu thì chỉ có hai cái thang này thôi. Chú, đã tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình soạn đồ. Về tới nhà rồi, mọi người. Nhà mình đặt mặt lên hồ ăn luôn nè các bạn, khỏi cần nấu cơm nha. Ăn cho nó tiện, tại chị chiều nay chưa có kịp nấu cơm, nấu nước gì hết á. Bây giờ mình sẽ soạn mặt, soạn ra nha các bạn. Ở đây thì người ta cho Pepsi hay Coca gì đây nè. Mà không biết có like không nha. Tại vì mình uống like cho nó khỏe, nó đỡ có đường á. Đó, ở đây được 3 ly. Mình đặt cái gì đây nữa nè. Đặt nhiều lắm. Wow. Cái sốt gà. Cái nè mọi người ơi, cơm nè, cơm sốt gà nè, ngon quá hả. Giờ phải để đâu luôn. Đó, để đây đi. Cho hai cái muỗng đĩa đẹp ha. Nè, cơm này nè. Đó, ngon chưa. Đó. Đó, không biết. Đây, gà này các bạn. Trời ơi, gà ngon quá. Wow, gà ngon ghê ha. Ủa, 7 vị chứ không phải 7 cái món hả? 7 món đây có 4 món hả? Để coi coi. Để 7 miếng. Đang đây, wow. Phải chị chiên nhiều. Trời ơi, quá trời luôn. Trời ơi, biết. Cái hamburger nè. Đây, cái hamburger nữa nè các bạn. Hamburger cá tiết hả? Trời ơi, gà mà ăn. Đó, đây ông Hút.
ghim vô. Ê, tụi mình đang ngồi ăn đây. Wow, ngon quá. Quay dưới. Oh, ngon quá. Gà này là gà cay. Rồi bây giờ mình ăn chơi trái bưởi rồi. Trái bưởi này cúng xong rồi, ngọt ngay hả? Nhưng mà bữa nay trái bưởi này nó có hột. Nó có hột. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ lấy ra. Trái bưởi này trái bưởi Tân Triều. Rồi mời mọi người ra. Bây giờ mình sẽ lột bưởi ra cho ở nhà mình ăn. Mình khoái làm lắm, ai ăn là mình làm hết trơn à. Trái cây là số dách luôn, nhà mình rất là thích ăn trái cây nha. Bưởi nè, lâm chôm nè, nhãn, cóc, ổi, cái gì cũng quất láng hết trơn á, ngon dữ lắm. Tại mình dân miền Tây cho nên mình khoái ăn trái cây, đặc biệt là lâm chôm. Ê, mà lâm chôm Thái mình mới thích nha các bạn. Hồi đó mình ăn lâm chôm Sa Qua, nhưng mà bây giờ mình lại thích ăn lâm chôm Thái. Hột thì mình đã lấy ra hết trơn rồi. Ở dưới quê mình á, bây giờ á, cũng có phong trào mà trồng bích Thái nè, lâm chôm Thái nè. Cái đồ Thái thì nó sẽ ngon và nó ngọt, giống như mà xoài á, xoài thì cũng bây giờ cũng trồng xoài Thái với xoài Đài Loan. Xoài cắt quả lọc bây giờ hiếm lắm nha các bạn, nó ghép tùm lum á, cho nên cái cắt quả lọc mình thấy cũng không có nhiều. Trời, ngọt thiệt, nhưng mà hơi nhẫn nhẫn. Chào các bạn buổi sáng nha. Sáng nay mình pha miếng cà phê uống rồi các bạn. Cà phê mình uống là nó dảo thôi nha, cái giống như bạc xỉu vậy các bạn. Bỏ miếng sữa vô vậy là xong. Mình chủ yếu là uống cho nó thơm cái mùi cà phê á. Nó rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ vo cơm sớm. Ngày hôm nay có mấy đứa cháu mình nó qua chơi, mình sẽ nấu cơm cho nó ăn. Hôm nay mình sẽ nấu thịt heo xào mắm ruốc nha các bạn. Gạo này là mình dùng gạo ST24 các bạn. Nó vừa dẻo vừa thơm luôn nha. ST25 cũng ngon nữa. Cái nào cũng ngon hết. Hello mọi người, mình mới đi chợ về đây. Ở ngoài chợ bữa nay cơn bão số 1 tới rồi các bạn. Quá trời luôn, gió ầy ầy luôn. Mình chưa kịp thay đồ ra nữa nè. Mình thấy ở ngoài rất là lạnh nha các bạn. Thì mình mua được một số đồ đây. Rồi, mình chở áo khoác ra rồi. Ở đây là ngoài chợ, người ta có bán bánh ú lá trò nè. Ngon ghê chưa. Cái này là nước trò đó. Còn đây là bánh cục nước cốt dừa ở dưới quê nè các bạn. À, ngon ha, kèm theo bịch nước cốt luôn nha, rất là ngon. Ở đây mình mua được một bịch bánh bò cũng phải kèm theo bịch nước cốt luôn. Mình đi chợ và mình đi siêu thị lượt luôn các bạn. Ở đây mình mua được ba miếng đậu hũ với một miếng chả chay. Nhà mình rất là thích ăn cái món này. Rồi, ở đây mình mua thêm tắc về nha các bạn, để mình có làm nước chấm rồi đó. Thì làm hôm nay mình sẽ nấu canh sườn này nè, với lại đu đủ. Rồi, ở đây thì mình có mắm ruốc làm sẵn Chí Hải nè, mình sẽ xào với thịt ba rọi. Mình mua được bịch dưa leo luôn các bạn, quá trời nhiều luôn. Mời các bạn vô bếp làm với mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái xương này ra. Ở đây mình mua dĩ xương đuôi heo. Cái này xương đuôi chứ không phải là xương già nha các bạn. Đó, xương đuôi thì nó gồm có thịt và xương luôn. Cái này mà mình nấu canh rất là ngọt nước. Trước khi nấu thì mình cho trần qua nước sôi, để cho cái xương này nó ra mấy cái chất khác hết nha các bạn.
Rồi mình sẽ đổ cái nước này ra. Đó, vậy thì cái nước dùng mình nó sẽ trong nha các bạn khi mình nấu. Đây nửa xong nước. Đây là nước lọc từ cái máy của Nhật Bản nha. Mình có thể nấu rồi mình có thể uống luôn các bạn. Thường thì mình sẽ dùng cái máy này để mình nấu cái nước uống các bạn, chứ không phải là mình dùng cái nước máy kia nha. Tại vì cái này nó đã lọc qua rồi, nó khử khuẩn hết rồi. Mình sẽ rửa ra tu rủ. Bây giờ mình có thịt này để mình xào mắm ruốc. Thì bây giờ trước khi mình xào các bạn, mình sẽ trụng sơ qua nước nóng nha, để cho thịt nó tái lại, nó săn lại đó mọi người. Rồi mình mới sắt. Thịt của mình nó săn lại và nó rất là sạch sẽ luôn á. Rồi vậy mình mới đem mình sắt nha mọi người. Mà mình để cho thịt nó sạch thì mình làm vậy đó. Rồi mình sắt nhuyễn nhuyễn mỏng mỏng ra vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, mình sẽ bỏ vô thịt vô mình xào trước. Mình xào như thế này nè, để cho thịt nó săn lên đó mọi người. Đây thì mình có cái nồi canh. Sau khi nồi canh này nó đã xương nó ra cũng nhừ rồi, mềm rồi, thì bây giờ mình bỏ đu đủ vô để cho mình nấu trong vòng 10 phút nữa thì đu đủ nó cũng sẽ mềm nha các bạn. Bây giờ nồi canh của mình nêm nửa muỗng bột nêm và 1/3 muỗng bột ngọt nha các bạn. Rồi không có nêm đường nha. Khi thịt nó cũng đã săn lại, mình xào một hồi đó thì bây giờ mình sẽ cho mắm ruốc vô. Ở đây á, cái mắm ruốc Trí Hải này mình mua ở Bách Hóa Xanh này, người ta có xào xả ớt đồ sẵn sàng hết rồi, thì mình không có cần phải bỏ gì vô nhiều thêm ha. Xả có rồi thì bây giờ mình chỉ múc cho 2 muỗng thôi nha các bạn. Đó, các bạn đừng có bỏ thêm xả nữa nha, nó sẽ nhiều cái này nó sẽ bị lợn cợn á. Nói chung là nhiều quá nó cũng không ngon. Các bạn thấy có ngon không? Trộn đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô để nấu cái món này. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Rồi chín rồi nè các bạn. Mời các bạn qua ăn chung với mình nha. Hai các bạn ơi, ba cháu nó vừa tới nè. Đó, mình đây, mình ăn bánh cục. Sáng mình mua bánh cục. Gắn đọc đen. Gắn đọc papa đen. Cái nước cốt này mình có thể húp luôn. Bánh không? Bánh chị. Đang miếng này. Bánh đòn. Ngon quá. Cháu mình nó có mua làm có mua chùm chùm Thái qua nữa nè. Con lên nó lột tên đi em. Trời dài quá cái tên vậy. Ăn đi. Ăn bánh đi. Ngon quá. Đã quá. Nắng cháu mình đang trên bông cúc vàng rất là đẹp, hoa nở vàng rực luôn. Trên đường hả, gió nó tạt tưởng bay không? Vậy hả? Gió ghê lắm mà. Nó đang mạnh lên cấp 3, cấp 4 á. Giật cấp 7, cấp 8. Xe cột chưa leo. Chưa có micro. Để chạy trước đây. Mới vừa qua tới luôn nè, người ta vô nè. Ủa cái tên viên gì kỳ vậy? Ai? Hai anh chị đó dễ thương lắm. Ôi. Như đó là thuê em trước mà đúng không? Ừ. Thắng. Thôi chừng lúc đó con thân tàn ra dạ. Ủa. Người tàn bây giờ để rồi coi. Nhưng chấp nhận. Vậy? Tôi muốn cảm động luôn. Hơi biết không? Ngon. Ớt rồi má. Tu luyện trên núi chúng á. Không đúng ứng nó không chịu. Đứa nào cũng vậy, con này cũng vậy nè. Ẩm trên tay xuống, là ngồi dựa trên tay xuống vậy đó. Một lần cân hai em. Thôi người bả nãy ba sắt cái đứt cái bàn tay rồi đó. Nhưng mà con giờ không sâu. Ta bắt ghìm lại. Rồi bắt cuộc lại là xong.
không biết có sao không biết. Nè, Khánh Băng ăn xong là phải rửa chén nè các bạn. Như vậy là mình tập rửa chén lần được rồi nha. Rửa phải cho sạch sẽ. Ngon trả lời lại. Nóng. Đây là sâu đất. Đây là hộp luôn nè. Còn ở đây mình đang xét cái con gà ra. Con gà là con gà tam hoàng. Sâu bự. Ừ, nhưng mà nó còn sống nè các bạn. Bây giờ mình phải luộc lại tại vì nó bự quá. Người ta luộc chín. Luộc nó không chín. Bây giờ mình phải luộc lại từ cái vậy nè. Đó, bây giờ mình phải bỏ vô. Luộc lại. Đó, vậy á. Còn đây là muối tiêu chanh. Nửa xíu nữa bỏ chanh vô. Muối tiêu chanh làm ngon ghê không? Hấp dẫn. Rồi, chấm cái khô câu là chín rồi. Nhưng mà bây giờ mình chấm khô câu. Ủa? Khô câu là ngon tét nách. Ai biết ăn sẽ cảm nhận được nó rất là ngon. Gà vịt kìa, khô câu cũng ngon hết nha. Không có gà ngon, không có vịt nha. Vịt thì có hôi nữa đó. Nó giòn bánh vô em. Rồi nóng. Rồi, bốc khói luôn. Bốc khói luôn nè. Ê, còn sống nè. Trời ơi, ấy vậy mà nó chưa luôn á. Cái đùi này chưa thấy gì nữa. Một xíu nữa cắt ra cho nó ấy đi, chắc tìm một xíu nữa. Bỏ thêm nữa chứ. Bốc khói luôn nè. Bốc khói luôn nè mấy bạn. Bốc khói nè các bạn. Xin chào các bạn. Mình là cháu của Tô Vlog. Các bạn nhớ vô cô kênh xàm xàm của mình. Trời ơi, ghê không? Cái miệng cái đế đó đó đó, thấy không, thấy không, ăn rồi dục tùm lum tùm la. Ở trong, ủa sao camera mờ dữ vậy? Nhà mình có cái này mình rất là mê nhưng mà mình chưa bao giờ trội túng cái trọng tâm đó chưa, khó lắm mấy bạn ơi. Mình nén cho các bạn quay để mình đó 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 đó. À, mình ở bên nhà của thằng em mình nè, thằng em mình cho mình cái con gà này các bạn. Gà này luộc sẵn rồi, bây giờ tụi mình đem ra tụi mình ăn nha. Mời các bạn ăn cùng với mình nha. Đây là con gà ta. Gà ta này dưới Đồng Nai đem lên á. Đó, bây giờ trước khi ăn thì mình ăn miếng xoài nha các bạn. Ồ, mình ở bên nhà thằng em mình về quá trời là mưa luôn. Cơn bão Halim đã đổ bộ vô Y23. Mời mọi người nha. Nó lạnh. Bú lên tới ốc luôn. Rồi bây giờ. Rồi ăn đi con. Rồi mình xin chào. Mình xin mời mọi người chứ xin chào quên. Mình ăn cái cổ hả các bạn. Ôi ôi, gà luộc á. Ôi ôi. Nó thấy làm muối tiêu chanh nhiều ngon quá. Nó dồn mà dai đã. Chanh á, có chanh nè. Có ớt. Gan khô câu không? Ừ, rất dễ ăn quy. Dạ, để dai các bạn. Gà này chắc là gà ta, gà thái dường á. Mà sao nó bự dữ rồi ta? Gà chắc là trống quá. Chắc hồi nãy là trống hả? Nó ngon. Còn thịt xào mắm guốc các bạn. Ăn với dưa leo. Thank you.
đổ mặt.